Rồi xin chào tất cả mọi người đến với kênh Công Cụ Nhật Giá Rẻ. Thì tiếp tục hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một ít dao vải Nhật ha. Thì hôm nay mình có là tổng cộng là 33 mã. Thì có 21 mã lẻ và 12 cái mã combo ha. Thì những cái mã của mình hôm nay thì cái hàng mình nay thì hàng bình dân thôi. Mình nay mình không có còn hàng cao cấp nữa, mình gom cái hàng bình dân mình quay một lượt cho nó hết. Lâu lâu thì mình phải gom hai ba cái hàng tầm trung. Thì bây giờ mình mua thì nó có hàng tốt hàng xấu, mà thường cái hàng tốt thì ít, mà hàng tầm trung với hàng hàng xấu hàng dạt thì nó nhiều, thì mình gom bán combo ha. Thì đây mình có những cái combo là 500, có một combo 500 thôi, còn nhiêu là 330, 300, rồi 250 ha. Thì những cái combo này nó cũng đẹp chứ không phải xấu ha. Những cái combo như mấy combo này nè, combo này cũng đẹp ha. Đây combo này, con này mới tinh luôn ha. Hàng Nhật không nha. Đó. Rồi mấy combo này, con này 300 ha. Hàng này mình tiễn chơi rồi. À, con này nè, này mới tinh luôn nè, con này thiếu cái hộp thôi nè, cũng 300. Con này mới tinh luôn ha. Còn như 250 thì các bạn biết rồi, 250 là mấy vàng này. À. Hàng này đã sử dụng, ta đã sử dụng ha. Còn hàng này là hàng chưa sử dụng hoặc hàng dùng lướt ha, hàng dài, dùng dài ca dài là ngạo dục đó. Thì cái giá nó sẽ khác, và đừng có phân bì, chúng ta đừng so sánh giữa hai cái loại với nhau ha. Đừng so sánh, nó không có hợp lý, nó không có đúng thôi, nó sẽ bị khập khiễng á. Thì những cái mã lẻ thì mình đã mài rồi, về các bạn chỉ sử dụng thôi ha. Còn combo thì chưa vệ sinh, chưa mài. Chưa vệ sinh có nghĩa là mình chưa có những trường hợp mình chưa rà ba cái mẻ nữa, cái mẻ dâm hoặc là những cái xác rồi đó mình chưa có đánh ha, rồi chưa vệ sinh, chứ không phải là chùi bụi là vệ sinh không đâu. Mình nói vậy để cho một số người khách hàng thì người ta không biết, thì người ta nói sao mà dao xét dữ vậy, mình ta cứ nghĩ là vệ sinh là phải vệ sinh luôn cái xác, nhiều khi không đúng ha. Nhiều khi mình bán là chỉ có là để về bán luôn chứ không có vệ sinh. Trường hợp nào vệ sinh là mình định là mình bán lẻ đó, thì mình vệ sinh xong cuối cùng thôi mình gom bán combo. Rồi như mọi khi thì hàng mình đã bao phí vận chuyển ha. Chúng ta mua hàng chỉ trả đúng trên cái phần phí vận chuyển thôi. Và cái hình thức mình là bao phí vận chuyển thì các bác mua hàng thì cũng nên là cái cách bán hàng của mình là các bạn nên mua thì chắc ăn mua rồi lấy hàng ha, bị mình bao phí vận chuyển. Thì dụ như các bác không có nhận thì cứ quay cái phí vận chuyển về thì tội nghiệp mình ha, chứ không phải như người ta là mua hàng trả tiền rồi trả tiền ship ha. Rồi thôi, nói một vài câu để các bác hiểu rõ ha. Cái nữa là mình sẽ không bán hàng trên cái comment của YouTube ha. Mình thấy có một số bạn comment vô nhưng mà mình sẽ không chốt hàng trên đó đâu. Các bạn cứ nhắn tin gọi điện thoại ha. Số của mình là 0937819119 ha. Rồi thôi, mình đi vô con đầu tiên ha. Con số 1 ha. Số 1 là một con đề ba, lưỡi là 153. Con này thì có hãng Tsubaya. Có cái hình tròn tròn này. Có Tsubaya ha. Lưỡi thì còn mới bén nha. Ngày này bóng ngày nha, nó mặt sao cũng đẹp ha. Cán cũng ok ha. Cán cũng còn bén, không có bị xước xát gì, không mẻ gì, không nứt gì ha. Con này thì chiều dài lưỡi là 153.
chiều về lưới 153 bảng 48 và về là 4.8 ly. Mình bán con này 300 ha. 300 trong con đề 3 ha. Thép hai lớp nha. Đó, hai lớp ha. Con thứ hai là một con sashimi của Đức. Cán gỗ nha. Cán gỗ. Sashimi ha. Sashimi tay phải. Đức một người nha. Lưỡi đồ mũi mỏng rồi cũng còn ngon nha. Không có gì ha. Mặt sau của nó đây ha, cũng quay là vết lông chuột ha. Cái không nứt không gì ha. Đứt một hình người ha. Con này thì chiều dài lưỡi là con này là thép không rỉ nguyên cây nha, không phải thủ công nha. Con này là con số 2 à, mình mới nói là cái con cái mã mình là mã 61 nha. Video mình 61, 61 gạch 1, 61 gạch 2 thì các bạn chốt trên này nha. Mình cứ quên cái video hoài. Con này là mã số 2, 61 gạch 2 ha. Là một con sashimi không rỉ nguyên cây của Đức. Chiều dài lưỡi là 199 là 200 á. Bản là 30. 30 ml á, dày là 3 ly ha. Mình bán 300k nha. 199 là 200 đó. Nhưng mà mình thôi thực tế thì mình ghi thực tế ha. Cán gỗ nè. Ba chốt. Sáu mốt gạch hai 300. Sáu mốt gạch ba là một con ba lớp. Ốp không rỉ, lõi không rỉ. Con này là con này ốp cũng không phải không rỉ, nó ốp nó có rỉ nhẹ, nó có kháng rỉ nhưng mà nó rỉ nhẹ, lưỡi là không rỉ. Mình cũng chả biết cái thép gì. Cái bông mai này thì thường mình ta bán cũng rất là cao. Chỗ này thì nó hơi bị nứt nhẹ cái mà không thành đề nha. Ở đây nó có nguyên cái miếng kim loại nha. Cũng rất là đẹp ha. Mình không biết cái tác dụng này nó trang trí hay nó làm gì mà không biết. Chữ ha. Con này dày nha. Con này dày 2.6 ly. Chiều dài lưỡi là 168. Bản là 43 ha. Dày 2.6 ly. Mình bán 350k nha. Cán gỗ này là gỗ gỗ tự nhiên á. Gỗ này cẩm lai hay gì? Cẩm lai hai bên gì? Dày hả, đi sáo là khá dày ha, cầm rất là đầm tay. Rồi. 61 gạch 3 ha, 350. Trên này không có hở gì nha. Số 1 gạch 4 330. Cũng con 3 lớp, hàng thủ công ha. Con này là con dạng đề 3 nha. Con này là mình xác định là nó là đề 3 nè. Đề 3 dạng Âu nhưng mà cán gỗ của Âu luôn. 3 lớp nha. Cái lớp dưới cùng còn rất dày ha. Chữ luôn nè. Chiều dài lưỡi là 163 bảng 44, dày 2.5 ly.
mình bán 330 61 gạch 4. Trong này thì nó vẫn ok thôi, không có chuyện gì ha. Con này thì lưỡi cũng không rỉ nha, ốp thì cũng là ốp thép dạng như là chống rỉ á, nó rỉ mà rỉ nhẹ nha, nó không có rỉ nhiều, nó không rỉ sét vàng luôn nha, nó rỉ ít ít thôi. Lớp thứ ba này còn rất là dày nè, không con này thì cán đẹp nha. Sáu mốt gạch bốn 350, 64 gạch 5 mình bán 300. Con này cũng ba lớp ốp, mà ốp thép rỉ nhẹ và lõi không rỉ luôn. Con này về nó cũng giống mấy con kia là nó ngà ngà ngà, nó rỉ thôi chứ nó không rỉ thì rỉ vàng nha. Chữ ha, hay mặt chữ luôn. Con này thì chiều dài lưỡi 160 bảng 47 là sát trong này nè, dày là 1 ly 9 nha. Con này thì nó mỏng hơn hai kia, mình bán 300. Cán đẹp ha, cái này mình chưa chà ra hết. Sáu mốt gạch năm 300, ba lớp ốp sắt rỉ nhẹ, lõi là không rỉ. Cán này thì nó cái chỗ này nó hơi có vết xước nhỏ đây ha, vết xước là mất da ở ngoài thôi. Sáu mốt gạch sáu là một con VG, ba lớp ốp không rỉ, lõi VG. VG nằm bán hoài ha. VG này là VG 10 ấy. Con này mình thường xuyên bán. Con này thường mỗi lần thì bán 350. Này về thì nó không được đẹp bóng bảy bằng thì bán 300, chứ con này là bán 350 không đó. Các bạn về các bạn chà thêm là nó sáng cái thôi, không gì tại mình không đánh á. Mình đánh nữa là đẹp à. Bạn mua các bạn muốn đánh thì mình đánh cho. Và mình đánh quá thì nhiều khi nó lại nhiều khi nó mất hay. Để zin nguyên zin cho nó trì trụ, cho nhìn nó phong trần. Cái lõi giữa VG còn rất là dày luôn, còn 3-4 ly. Chiều dài lưỡi 170 đủ, bảng 45 đủ nè. Dày là 1 ly 9 nha, 3 lớp. Ép không nghĩ lỗi VG bán 300k. Tiếp theo 61 gạch 7 là một con đầu vuông nha. Con này lục củ cai, chữ cai đây mà nó bay, nhìn cũng còn chữ cai nữa không. Cán còn đẹp nha, ba lớp lên sống lưng luôn không. Ốp không rỉ, lõi không rỉ. Chiều dài lưỡi là 163, bảng là 47, dày là 1 ly 9, mình bán 300. Con này thì chỗ này nó cũng không có gì, mình lười về da lấy ra. Con đầu vuông ha, con này về ly chín là khá chuẩn nha, chuẩn luôn đó.
61 gạch 8 mình bán 280. Một con ghiêu tô thép không rỉ nguyên cây cán gỗ, trong này thì nó bị thấm nước thì nó cũng hơi nhâm nhâm ha. Ngay cốt cán, ngay cái gốc cán sát cán. Con này thì chiều dài lưới 173, bản 44 về 1 liều 7, mình bán 280k. Chữ rất nhiều ha. Chiều dài 173. Con này cầm rất là đầm tay. Con này mình không biết có phải 3 lớp không thì mình không xác định nha. Khả năng là 3 lớp. Cái lưỡi nó thì nó có hơi xước xước xước. Cái lưỡi này nó xước kiểu ngộ lắm, xước 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 xuống vậy nè. Mình cắt thì mình phải xước dọc, mà này lại xước xuống. Không biết nó cái thép này nó làm sao, cái gia công làm sao, hay là cái loại này người ta làm vậy không biết nó. Các bạn thấy không? Đó, rất là đẹp luôn á, nhìn nó cũng hay hay á. Cái này mình nghĩ ta làm chứ không phải là bị xước đâu. Bên đây cũng vậy nữa đó. Bên đây vậy nè. Rồi 61 gạch 8 280. 61 gạch 9 mình bán 270. Một con thép thị điển ha. Thép thị điển nè. Nguyên khối. Full tan luôn ha. Con này thì cán nó không được bóng bẩy cho lắm. Nó cũng có hơi hở nhẹ thôi, không hở nhiều ha. Mình gọi là hở nhẹ. Mình bán 270 ha. Con này đẹp thì giá cao hơn. Chiều dài lưỡi là 185, bản 41, dày 1 liêu 7 ha, 270. Thép thị điển ha. Sáu mươi mốt gạch 10 là một con một hình người, đứt một hình người. Con này với con này là cùng một bộ nha. Nó về nó còn cái ni lông luôn á. Con này mình không có vệ sinh gì nhiều luôn, mình để nó nguyên luôn. Về còn cái keo, bọc keo ngoài chứ không phải ni lông. Nó dán cái bảo vệ cái lưỡi. Đứt một hình người nha. Con này chỉ thiếu cái hộp thôi. Đây, hàng này cao cấp nè. Các bạn biết con này mình mài thử ha, nó rất là cứng nè. Bạn về các mài thử đi. Cứng cực kỳ luôn. Lâu lâu mới có những con đẹp như vậy để mình sưu tầm nha. Cái này về các bạn chà thêm nó còn bóng nữa. Còn cái lớp ni lông của nó nè, lớp keo của nó nè. Con này thì chiều dài lưỡi nó là 180, bản là 47, dày là 1 ly 9 nha, mình bán 250k. Cái này chúng ta mua về cho các chị em hay là mua cho con cái mình xài ha.
trán nó màu hồng rất là dễ thương nha. Con này thì nó là dáng Santoku của Đức. Đức làm Santoku vậy chứ nó không giống của Nhật. Rồi 61-10 250, 61-11 cũng 250 luôn. Con này thì dạng Gyuto ha. Bốn bảy nha. Con này thì dài lưỡi là 180 bản 43 về 1.8. Hình Đức đó ha. Rồi cũng 250 luôn nha. Sáu mốt gạch 11 250, 61-12 cũng 250 luôn, cũng đứt một hình người luôn. Con này thì nó không có đóng nút đây ha, mà đây là nó có cái cán đây, vẫn có hình người ở đây ha. Đây con này thì cái nước nó không có được sáng bằng thôi, nhưng cũng còn rất mới nha. Cán nhựa nha. Mấy con này là các bạn mua về xài là thôi, ngon lành, bây giờ nó còn nguyên chứ nó không phải gọi là cái hàng mà ta bán mà hàng combo ha. Mình phải phân biệt cái chuyện đó. Cái này mình nói hoài mấy lần à. Cái này chúng ta về chúng ta xài thì nó sẽ được nhiều cái, do nó còn mới hơn thì mình xài sẽ lâu hơn. Mấy cái con mà về, mấy con Đức mà nó hay như con này, con Đức hai hình người nè, mà nó không được đẹp mình cũng bán combo thôi. Đẹp thì mình mới bán lẻ. Rồi 61-13, một con cai. Con cai này là con cai 3 lớp. Con này 3 lớp thì nó không phải dạng như 3 lớp lên tới sống lưng, 3 lớp nó nằm phía dưới này thôi. Ốp thép mềm, thép bột có hai bên đó. Rồi lõi là không rỉ. Cán nhựa còn đẹp ha. Chị giờ lưỡi 169 bản 47 dày là 1.8, bán 250. Cay thì không cần nói nhiều ha. Mấy con này mình về mình xài mình đã bài lại hết rồi ha. Số 61-14 cũng 250 luôn, cũng con 3 lớp. Con này thì gần giống như cai chứ nó không phải cai ha. Con này khả năng là cai là nó làm cho nó nè. Cán nhựa, chốt nhựa nha. Mấy con cai này là chốt nhựa hết. Con này còn bóng 7 không? Bóng hơn con cai dưới luôn. Mấy con này là hàng mình để đáng để mình xài sưu tầm ha. Không phải xài sưu tầm mà đáng để xài, chứ sưu tầm thì mấy con bình dân là về. Giả sử như chúng ta mua mấy con VG hoặc mấy con Sun rồi đó, mấy con Diamond rồi đó, mình về mình bỏ tủ mình cất, mấy con này về mình mua về mình xài, mình tặng cho bạn bè người thân ha, bà con dòng họ gì đó cũng dễ ha. Vừa rồi mình có một bác khách cũng rất là dễ thương, mua chốt mua mấy con dao như vậy này, giá tầm tầm này, để về tặng cho khách, tặng cho bạn bè bà con xài.
kỳ đó. Cách đây mấy bữa bác, bác ở Tây Nguyên như Đắk Lắk hay gì mình quên rồi. À 61 gạch 15, một con đực. Con này thì cán cũng cán nhựa thôi, nhưng mà con này dày nha, dày 2 ly dây tầm, nó nặng tay thôi. Chiều dài lưỡi 175, bản 43, dày 2 ly mình bán 250 ha. Con này đẹp lắm nha. Con này cũng còn 47 nữa. Nó vết xước trên mặt nó còn luôn. Ở trong hình thì trên video mình quay nó không được, nó không nổi bật được mấy cái vân xước của nó, trên trên ở ngoài các bạn coi sẽ thấy nhiều hơn ha. Nó sẽ đẹp hơn trên hình đó, tại cái đèn mình quay bằng đèn á, nó chó hết rồi, nó mất cái vân ở trên, cái còn đẹp luôn, bao đẹp luôn. Cái này là nhựa thôi chứ không phải gỗ nha. Chiều dài lưỡi 175, bản 43, dày 2 ly, bán 250, 61 gạch 15. 61 gạch 16 là một con Masahiro 3 lớp, ốp không rỉ, lõi không rỉ. Thép là ốp, là thép cái công nghệ là DB đó, thép DB, ốp thép DB. Masahiro ha. Đó. Ba lớp nè, lên tới lưng luôn nè. Cán gỗ khô nhựa ha. Cán còn đẹp nha. Chiều dài lưỡi này là 180, bản là 43, dày là 1 ly 7. Mình bán là 250k nha. Mình 61 gạch 16, cái gỗ này nhìn đã quá. Con này tới mấy con 200 nha, 61 gạch 17. Mấy con này thì nó mỏng hơn thôi, mình bán 200, nó dưới 1 ly 7 á. Con này nhân ly 6 nè. Cán gỗ đẹp ha. Chữ nha. Nó vết xước còn nguyên luôn ha. Con này vết xước, con này có là nghề Sakai. Chiều dài lưỡi là 170, bản 46, dày 1 ly 6, mình bán 200. Số 1 gạch 18 là một con đực. Con này cũng quá xước còn rất là nhiều. Chiều dài lưỡi là 180, bản là 44, dày là 1 ly 7 ha. Cán này cán nhựa nha. Cái nhựa này cầm, cái cán này cầm rất đã mà. Nó ôm cái tay hơn cán thẳng nha, vì nó có độ cong rồi nè. Cầm rất là vững. Mình thấy mấy con đứt giống như hai cái con này, ba con này là cán cầm cũng rất là đã. Nó ôm cái tay. Nó có độ cong và đây nó ốp vô nè. Nó dùng giúp cho cái tay mình cầm nó chặt hơn.
chiều dài lưỡi 180, bản 44, dày 107, bán 200 ha. Số 1 gạch 19 cũng 200 luôn, con này là con cai ha, cai Gyuto cai, con này chỉ thiếu cái hộp thôi. Thiếu cái hộp thôi ha. Cán nhựa nghe. Hai chốt, ba chốt. Chiều dài lưỡi là 180, bản 41, dày 1 ly 6, bán 200. Con này thì mới thì nó khoảng 450. 61 gạch 20. Chiều dài lưỡi 160, bản 45, dày 1 ly 6. Mình bán là 200. Con này là cũng mới tinh luôn nè. Con này cán nhựa. Chốt này là chốt thép nè. Chốt kim loại, mình không xác định là thép hay nhôm. Nó còn mới tinh thấy không? Mình có một cặp như con này, ở dưới có một con Gyuto nữa. Ở dưới xước cũng còn luôn. Cán sắc nét ghê không? Mới tinh rồi. Mình không dán bên đây, tại mình dán đó sợ nó không dính. Dán đây à, còn một con Santoku nè. Dài 160, bản 45, dày 1 ly 6, 200. Lưỡi con này, con nó sắc nét. Tiếp theo cũng con hãng đó luôn mà là con Gyuto. Chiều dài lưỡi 175, bản 43, dày là 1 ly 7. 1 ly 7 nha, bán 200. Cán nhựa luôn nha. Cũng mới y rồi đó. Nhìn cái vân xước thấy không? Chống dính ha. Hai trăm nha. 61 gạch 21. Rồi cái này là cũng là cái mã cuối cùng của giao lẻ. Giờ tới combo ha. Combo thì mình sẽ lấy thước mình đo chiều dài với bề ngang thôi nha. Combo đầu tiên là combo thứ hai, số 22, 61 là 22 ha. Gồm 6 con nha, 6 con. Đầu tiên là một con Nakiri ha, con này thì mẻ ở đây nè. Vết mẻ ha, mẻ này mài cũng hơi sâu ha, màu xài được nha. Chiều dài lưỡi là 160, bản 45, mài cái mẻ chắc cũng khoảng còn 41 chữ ha, 3 lớp nha. Con thứ hai là một con Gyuto, chiều dài lưỡi là 180, bản là 45, chữ đây ha. Con thứ ba là một con Gyuto luôn. Con này là carbon nha. Chiều dài lưỡi 180 luôn. Bản là 42. Dày cũng khoảng ly 8. Con thứ ba là một con cai. Chiều dài lưỡi 170, bản là 47, 48, cán nhựa ha.
Con thứ tư là một con ghiêu to, mà thấy có con nào cũng đẹp hết trơn, thấy không? Con thứ năm chứ. 445, bản 45, 46 luôn. Này chiều về lưỡi là 165. Bản cũng 45. Chữ đây ha. Rồi. 5 con ha, 6 con ha. Cái chữ con này, cái chữ mà nó in, mình không biết nó in theo cái kiểu gì mà thấy cũng ngộ ngộ. Cái này không phải mất nét đâu nha, nó vậy đó các bạn. Rồi 23. 330 là hai con nha. Một con này là nguyên khối Nakiri, nguyên khối cán đẹp nha. Chiều dài lưỡi là 160 nè. Bản là 46 luôn. Dày chút khoảng ly rưỡi. Chữ đây. Con thứ hai là con cai. Con cai này giống như con cai này, nhưng mà mình lấy ra tại vì mình bán gì con này, cái mặt này còn đẹp hơn con này, nhưng mà cái là nó mất cái chữ. Rồi mình thôi gom bán combo với con đó. Rồi bán rẻ hơn chút. Chiều dài lưỡi là 165. Bản 47, dày khoảng ly 8. Cái nhựa còn đẹp nha. Combo này xài vô tư nha. Mấy con này về các bạn xài mài sơ một cái là nó bén, tại vì nó đã mới rồi, nó bén rồi. Để về cắt cũng được đó. 61 gạch 23, 330. 61 gạch 24, 330 luôn. Hai con cán gỗ. Con đầu tiên là con Nhật, Ghiêu to Nhật, ghép sau hai con Ghiêu to 180. Chiều dài bản là 42. Con này chỗ này nó có bị rỉ chỗ này, thì nó hơi khoét hết lỗ chỗ này, nhìn nó không được đẹp thôi, không thành đề ha. Cán ok. Con thứ hai là con Đức. Đức một hình người nha. Đức này mà mới thì mình cũng bán 250 á. Chiều dài lưỡi là 180. Bản là 4. Con này cán thì ok, nhưng mà cái phần lưỡi thì nó hơi xấu, nó không được đẹp, bây giờ bán combo. Hai con 330. Hàng bao ship nha. Đợt rồi mình bán combo 350, thì đợt này mình bán combo 330 ha. À, 61 gạch 24, 330. Số 1 gạch 25, 330 luôn. Gồm hai con ha. Con này là con Masahiro. Con này thì còn mới ha. Chiều dài lưỡi là 185 luôn. Bản là 45 luôn nè. Con này mới, nhưng mà có cái con này cán thì nó hơi hở hơi tí. Dòng thứ gỗ tự nhiên thì nó vậy đó. Bởi vì tại sao mà thường ta làm gỗ bắc ca, gỗ ổn định nó không bị chết, còn này nó chết cho nó nhót. Chữ nghĩa đầy đủ ha. Rồi con thứ hai. Con này thì lưỡi 145, hơi ngắn hơn nha. Bản là 43. Vậy cũng khoảng ly 7 ha. Chữ đẹp ha.
còn rõ ha. Cả như có 170 con, không có 170 nữa, 330 này thì trừ hết 30.000 tiền ship đi, mình cho vậy đi ha. Có chỗ 30, có chỗ 40, mình tính 30 đi, thì trừ 30.000 tiền ship, còn 300 thì cả như con này có 150 con. Mọi người mà ra bãi mà mua được con 150 này cũng hơi khó. Bãi này mua thôi nó mắc lắm, mua lẻ nó mắc lắm. Sáu mốt gạch 26 giờ 300 nha, tới combo 300. 300 thì con nó hơi cũ hơn tí. Đây con này ha, này mặt hơi xước nhiều nè ha, mà nói chung là không thành vấn đề, mình về mình xài vẫn còn đẹp, vẫn còn ngon, không bị mẻ bị gì hết. Chiều về lưỡi con này là 175, 173, bản là 42. Con này cán là bằng cao su nha, dưới này cao su cầm rít tay nha, còn này là inox. Phần này là inox, phần này cao su. Con thứ hai là một con Santoku mà cái này cán gỗ nha, đẹp luôn, mà cái mặt thì nó hơi bị sừ. Cái gì Giovanni nè, Valentino Italy nè, con này của Ý nè, một con Đức một con Ý ha. Chiều dài lưỡi 170, bản là 45, dày cũng khoảng 2 ly ạ, con này dày á. Rồi cặp này 300 ha, một Đức một Ý. Sáu mốt gạch 27, 300, một Đức một Nhật. Đầu tiên con này là con Đức, chiều dài lưỡi 170, bản là 43, dày khoảng 2 ly ha. Đức một người nha, mỏ mộng đồ đẹp ha, cán phun kim loại. Con Gil, con Santoku cán gỗ còn đẹp ha. Chiều dài lưỡi là 165, bản là 46, dày cũng khoảng 1.8 ly. Con này mặt cũng đẹp luôn, thấy chưa. Hàng này là mình xem, đợt này là mình tuyển cho toàn hàng đẹp không. 300.000. Mình mua mấy con này thì nó không có, nó vừa mới mà nó không có con mấy con lăn nhăn theo. Nhiều khi mấy bộ 250 nhiều, nhưng mà như vậy mấy này nó có mấy con đục lỗ ha, lăn nhăn theo. 61 gạch 28, 300 luôn. Một con cai ha, một con cai. Giờ một con này của nè, sản xuất Nhật Bản ha, tiếng Nhật ha. Con này vết xước nó còn mới tinh luôn, dao mới tinh luôn, cán gỗ. Con này nó sẽ dòng họ với con này nè, con này nó dòng họ với con này nè, mình nhìn giờ mình mới thấy nè. Mà con này thì mình bán lẻ, con này thì do mình ghép chung với con mình thằng này, chứ mình thôi ghép thằng này luôn. Con này thì chiều dài lưỡi nó là 160, bản 45, dày khoảng 1.8 ly 1.7. Con này thì chiều dài là 180, bản là 43, dày khoảng 1.6 ly 1.7 ly.
Rồi cặp này 61 và 28 300. 61 và 29 cũng 300 luôn. Hai con ha. Đầu tiên là một con này. Là một con có chữ đây ha. Con này không biết có phải ba lớp không mà nó rất là dày nha, cán gỗ nha. Mà nó có một cái đường hamon cong cong rất là đẹp nha. Chữ đây nha. Chiều dài lưỡi là 170. Bản là 45. Con thứ hai, một con đứt hai hình người nha. Đứt hai hình người luôn đó. Của Di Linh ha. Chiều dài lưỡi là 180. Bản là 45. Dày cũng 2 ly ha. Hai con này sao mà ghép hai con này là 300 đáng biết. Đây mình sẽ đổi với cái bộ này nha. Đổi con này qua đây đi. Con này qua đây ha. Đó. Đây ha, con đít này thì mình ghép với con này ha. Con này là mới tinh luôn nè. Dết xước phải không? Cán gỗ luôn nha. Chiều dài lưỡi là 160. Bản là 46. Đây là gì? Bơ mê xanh gì nè. Không biết là Đức hay Nhật không biết. Rồi. Bô này ha, 300 ha. Mình lấy một, mình lấy cái 30 mình dán qua đây ha. Ủa lấy cái 29 chứ. Mình đang nói 29. Combo 29 ha, 300. Đó. Đứt hai người thì giá trị quá rồi. Đứt hai người là cứ xài thôi. Rồi con này nãy có 30, có 29 mình nói rồi ha. Mình nói con này đi. Con này là một con cái này cũng đứt luôn. Chiều dài lưỡi là 165. Bản là 43. Dày khoảng ly 9, 2 ly á. Cán gỗ luôn nha. Rồi, ghép hai con này cán gỗ nhau luôn. Một con Nhật Tokugawa 3000. Một con Đức mã này là 30 nha. Sáu mốt gạch 30. 300. Rồi 61 gạch 31 250. Này là mấy cái con mà không gần bán nè. Thôi cái con này khỏi đo đây cho nó nhanh ha. Con này là con đầu tiên là một con chống dính ha, đục lỗ ha. Thứ hai là một con Gret gì nè. Gret gì đó. Thứ ba là một con cán gỗ không thấy chữ. Thứ tư là một con phủ titan ha. Cái con phủ titan này là mình không biết cái hãng nó, nhưng mà nó không làm như cái titan, nó không khắc chữ khắc tên được không hay sao mà không có con nào phủ titan này là có chữ trên này chơi nha. Nó chữ trên vỏ hộp đó hay sao mà mấy con này ha là xài rất là ôm nha. Con cái là mình không chịu, mình thấy nhìn nó sự sự. Rồi 4 con nha, 250. Sáu
61-31. Số 1 gạch 32. 250 luôn. Bốn con ha. Đầu tiên là một con chống dính lỗ lỗ của cai nha, cai đàng hoàng nha, đẹp nha, hổng nứt hổng hỏng. Thứ hai là một con cũng chống dính luôn, này không thấy chữ, không thấy hãng. Thứ ba là một con đứt nha, đứt mấy người thì không hình dung ra, đứt một người. Thứ tư là một con đứt luôn, đứt một người luôn ha. Mấy con này lưỡi 180, 175, 180 không. Có hai con này thì 165, với con này thì 145. Đầu tiêu à. Mình đưa cái giá, cái chữ đứng đánh số. Đây. Số mã. Số 1 gạch 32, 250. Cuối cùng là bộ cuối cùng là 61 gạch 33 cũng 250 luôn. Thì cái này cũng 4 cây ha. Đầu tiên là một con cán gỗ nè, ốp titan nè. Con này thì nứt, con này ta xài dữ lắm luôn, bay có phần titan luôn, cán hay bị nứt nha. Thứ hai là con chống dính, không thấy chữ. Thứ ba là một hai con full kim loại. Hai con này mới tinh nha, hai con này mà chà ra là bóng lưỡng mới tinh luôn đó. Bén luôn á, còn bén luôn, về dùng luôn đó. Chữ đây nha. Hai carbon. Này hai carbon luôn. Rồi. 61 gạch 33 250. Rồi hôm nay mình giới thiệu một số dao vậy thôi. Thì mọi người chọn cái mã nào thì nhắn tin gọi điện thoại cho mình ha. Số điện thoại của mình là 0937 819 119 ha. 0937 819 119 nha. Rồi thôi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở tất cả các video tiếp theo ha. Rồi bye bye nha.